Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Là vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuộc các chương trình trong ngày hôm nay của chúng tôi. Một thiếu nữ công giáo 19 tuổi mất mạng khi cố chạy trốn khỏi Gaza cùng mẹ. Tổng giám mục Miami chỉ trích Tổng thống Biden vì trục xuất vô lương tâm người tị nạn Haiti. Đức Hồng Y Parolin gọi cuộc bỏ phiếu phá thai ở Liên hiệp Âu Châu là một cuộc tấn công triệt để và sự sống. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Thụy Sĩ mời Đức Thánh Cha dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Switzerland invites Pope to Global Peace Summit. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Thụy Sĩ đã mời Đức Thánh Cha Francisco tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu sắp tới nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherst cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Blick được công bố hôm Chủ nhật 5 tháng 5. Hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 tại miền Trung Thụy Sĩ và 160 phái đoàn quốc gia sẽ được mời tham dự hội đàm. Amherst đã gặp Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Ý và gọi cuộc trò chuyện là một cuộc trao đổi thú vị trong bầu không khí thân mật. Amherst nói, chúng tôi đặc biệt nói về cuộc chiến ở Ukraine và những điểm rắc rối khác trên thế giới. Amherst xác nhận, Thụy Sĩ đã chính thức mời Đức Giáo Hoàng tham gia hội nghị thượng đỉnh tháng 6. Bà nói, Vatican rất tích cực về hội nghị hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi Nga và Ukraine trao đổi tất cả tù nhân chiến tranh trong bài giảng lễ phục sinh của Công giáo vào ngày 31 tháng 3. Kêu gọi tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Tôi bày tỏ mong muốn trao đổi chung tất cả tù nhân giữa Nga và Ukraine. Tất cả vì tất cả, Đức Thánh Cha Francisco nói. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 5 cho biết, Ukraine đang xem xét việc trao đổi như vậy và sẽ thảo luận về chủ đề trao đổi toàn bộ tù nhân tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu vào tháng 6. Chúng tôi mong muốn trao đổi tất cả, lấy tất cả. Mọi quốc gia hợp lý đều ủng hộ chính sách này. Tổng thống Zelensky cho biết như trên trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào. Chúng tôi đang tiến hành trao đổi, nhưng chúng chậm hơn chúng tôi mong muốn. Vụ trao đổi tù nhân được báo cáo gần đây nhất xảy ra vào ngày 8 tháng 2 với 100 tù binh chiến tranh Ukraine trở về từ nơi bị Nga giam cầm. Trước đó, vào ngày 3 tháng Giêng, 230 tù nhân đã được trao đổi trong cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Trước đó, Mạc Tư Khoa đã nhiều tháng không trao đổi tù binh, từ chối tiếp tục các hoạt động này trong một nỗ lực nhằm khiến các gia đình tù binh Ukraine chống lại chính quyền của Tổng thống Zelensky. Zelensky nói rằng, mặc dù một số người hoài nghi tin rằng một giải pháp tất cả chỉ có thể thực hiện được sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng ông hy vọng rằng có cơ hội để cố gắng thực hiện điều này sớm hơn, đồng thời hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình sắp tới đang diễn ra tổ chức vào ngày 15 đến 16 tháng 6. Tổng thống Zelensky lưu ý rằng thông lệ là một đổi một. Tuy nhiên, trong dịp lễ phục sinh vừa qua, phía Ukraine đã đề nghị đổi 4 tù binh Nga lấy 1 tù binh Ukraine. Dù vậy, Nga đã không đồng ý. Nga thường không bắt giữ tù binh Ukraine. Trong nhiều trường hợp, họ hạ sát các quân nhân Ukraine tại chỗ. Nga cũng không muốn nhận lại các tù binh Nga vì không muốn trả tiền bồi thường cho họ. Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình vào tháng 6 sẽ tập trung vào công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine, một kế hoạch được Zelensky vạch ra lần đầu tiên vào mùa thu năm 2022, kêu gọi rút hoàn toàn quân đội Nga khỏi các vùng đất Ukraine bị tạm chiếm. Nga chưa được mời tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu và Mạc Tư Khoa tuyên bố sẽ từ chối tham dự ngay cả khi được mời. Một thiếu nữ công giáo 19 tuổi mất mạng khi cố chạy trốn khỏi Gaza cùng mẹ. Trong số những câu chuyện đau lòng xuất hiện từ cuộc chiến ở Gaza là cái chết của một phụ nữ trẻ công giáo tên là Lara El-Shayesh. Cô gái Kazan 19 tuổi đã thiệt mạng khi cùng mẹ chạy trốn từ phía bắc dải Gaza
về phía Nam trong nỗ lực tuyệt vọng để đến Ai Cập và tìm nơi trú ẩn an toàn. Giữa cuộc hành trình gian khổ, Esaias không chịu nổi vì mệt mỏi trầm trọng, thiếu nước và say nắng gây tử vong. Bi kịch thay, cha cô đã mất tích trong chiến tranh khi ông qua đời tại nhà thờ Thánh Gia Latin ở Gaza do không được chăm sóc y tế đầy đủ. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với AC Mena, đối tác tin tức tiếng Ả Rập của CNA, anh trai của Esaias, Fadi Esaias, người đã cư trú ở Ai Cập từ đầu năm nay, đã chia sẻ nỗi đau của mình khi nhận được tin đau buồn về em gái mình. Fadi kể lại, đó là một khoảnh khắc bất ngờ khi tôi nhận được thông tin cập nhật đau lòng từ cha Yusuf Aset, linh mục của nhà thờ Latin Thánh Gia ở Gaza. Ngài đã gửi cho tôi một tin nhắn chia buồn. Tôi hỏi, chia buồn cho ai? Câu trả lời của ngài là, đó là Lara, em gái của anh. Tôi không thể tin được, làm sao tôi có thể tin được? Fadi nói, giọng đầy đau buồn. Tôi hỏi anh trai Khalil của mình với hy vọng rằng tin tức đó là sai sự thật. Nhưng sự thật đau đớn là không thể tránh khỏi. Có vẻ như chỉ mới hôm qua thôi, Lara đã ở đây với chúng tôi. Chúng tôi đang nói chuyện cùng nhau lên kế hoạch cho một tương lai đầy hứa hẹn. Tôi đang đợi em tôi ở phía biên giới Ai Cập. Mọi thứ chúng tôi mơ ước đều nằm trong tầm tay và đột nhiên. Chúng tôi mất đi tất cả những gì mình có, như thể chúng chưa từng có vậy. Nỗi buồn cả Fadi càng tăng thêm bởi những kế hoạch mà họ đã thực hiện. Anh nói, chúng tôi đã hy vọng được học đại học cùng nhau vì Lara khao khát học ngành báo chí và truyền thông để nói lên những câu chuyện chưa được kể. Theo lời khai của mẹ Lara, ngày 23 tháng 4, cả Lara và tên mẹ cô đều được đưa vào danh sách những người được phép đi qua Ai Cập từ Gaza. Họ quyết định rời đi vào ngày hôm sau, hướng đến hành lang Netzarim, ngăn cách phía Bắc Gaza với phía Nam và vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Fadi giải thích, họ ngồi trên một chiếc xe hơi chở họ đến một điểm cụ thể ở phía Nam. Từ đó họ phải đi bộ cho đến khi đến ngã tư Rafah và vào Ai Cập. Lara đang bước đi rất nhanh nhẹn nhưng đột nhiên cô vấp ngã và ngã xuống đất. Một số người cố gắng cứu sống cô vì cho rằng cô chỉ ngất đi do quá nóng. Nhưng sự thật đau đớn là Lara đã chết. Mẹ của họ cũng ngất xỉu vì chấn thương và hiện đang hồi phục. Fadi vô cùng đau buồn cho biết Lara đã được chôn cất ở miền nam Gaza, cách xa nhà thờ của cô và đám tang của cô vẫn chưa được tổ chức. Fadi đổ lỗi cho một số phương tiện truyền thông Ả Rập đã phớt lờ hoàn toàn hoàn cảnh của cộng đồng Kitô giáo nhỏ bé ở Gaza trong bối cảnh điều kiện sống khắc nghiệt của họ, bao gồm chết chóc, mất tài sản, di dời và buộc phải di cư. Cộng đồng Kitô giáo cổ xưa ở đó đã phải chịu đựng đau khổ liên tục và đang trên bờ vực tuyệt chủng do di cư di dời và bây giờ là chiến tranh. Fadi cũng bày tỏ hy vọng rằng thế giới sẽ nỗ lực hướng tới đạt được công lý và hòa bình trong khu vực. Ông kêu gọi các nhà thờ trên toàn cầu cầu nguyện cho Gaza, trở thành tiếng nói cho những người bị áp bức và giúp nâng cao nhận thức về cuộc đấu tranh của các cộng đồng thiểu số trong khu vực. Tổng giám mục Miami chỉ trích Tổng thống Biden vì trục xuất vô lương tâm người tị nạn Haiti. Đức Tổng giám mục Thomas Wensky của Miami đang chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã nối lại việc trục xuất người tị nạn Haiti, là điều mà ngài gọi là vô lương tâm. Sau lần đầu tiên đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ của mình trong một cuộc phỏng vấn với OSV News, Tổng giám mục Miami đã tăng gấp đôi những lời chỉ trích đối với Tổng thống Biden, lời kêu gọi Hoa Kỳ mở rộng tình trạng bảo vệ tạm thời toàn diện cho tất cả những người di cư Haiti ở Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục nói, những gì Tổng thống Biden đã làm là vô lương tâm khi bạn nghĩ đến thực tế là ông ấy đã trục xuất hơn 28.000 người Haiti trở lại Haiti trong 3 năm qua, vào thời điểm Haiti đang rơi vào tình trạng tự do về chính trị, xã hội và kinh tế. Nếu nhà cháy, bạn không bắt người ta phải chạy lại vào ngôi nhà đang cháy. Ngài cũng chỉ trích Thống đốc bang Florida Ron DeSantis vì đã tăng cường sự hiện diện của các quan chức tiểu bang ở miền nam Florida để chuyển hướng bất kỳ người Haiti nào đến bằng thuyền trở về quê hương của họ. Chính quyền đang nói về người tị nạn Haiti như thể họ là một loài xâm lấn, trong khi họ là con người, Đức Tổng giám mục Wensky than thở. Chuyện gì đang xảy ra ở Haiti?
Haiti là một quốc gia nhỏ ở vùng Caribe, đang phải chịu tình trạng bất ổn chính trị trong nhiều năm qua. Hiện tại, đất nước này đang phải đối mặt với tình trạng tội phạm, bạo lực và thiếu lương thực lan rộng sau cuộc khủng hoảng chính phủ âm ỉ kéo dài. Thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong vài tháng qua, với tình trạng thiếu lương thực, chăm sóc sức khỏe và nước uống tràn lan cùng với các nhu cầu khác. Chính phủ phần lớn không có khả năng kiểm soát các thành phần tội phạm ở thủ đô và khắp cả nước. Tại cuộc họp báo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Maria Salvador, nhà lãnh đạo phái đoàn Liên Hiệp Quốc tại Haiti đã làm chứng rằng, không chút phóng đại, tôi khẳng định có sự gia tăng hoạt động băng đảng trên khắp Port-au-Prince và hơn thế nữa, tình hình nhân quyền ngày càng xấu đi và làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo. Theo báo cáo ngày 22 tháng 4 của Liên Hiệp Quốc, khoảng 2.500 người đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Haiti trong 3 tháng đầu tiên của năm nay. Khoảng một nửa dân số, hơn 5 triệu người, đang bị đói, trong khi hàng trăm ngàn người phải di rời. Giữa sự hỗn loạn, đã xảy ra các vụ cướp bóc nhà cửa và bệnh viện cũng như bắt cóc các nữ tu, tu sĩ, linh mục và những người ngoài cuộc vô tội khác. Đức giám mục Pierre-André Dumas của giáo phận Công giáo Anseville bị thương trong một vụ nổ ở Port-au-Prince vào ngày 18 tháng 2. Bất chấp tất cả những điều này, cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ đã tiếp tục trục xuất những người di cư Haiti bất hợp pháp vào đầu tháng này sau khi tạm dừng việc trục xuất trong những tháng gần đây. Phát ngôn nhân của Bộ An ninh Nội địa xác nhận với CNA rằng, cho đến nay, chính quyền đã hồi hương khoảng 50 công dân Haiti. Phát ngôn nhân cũng nói với CNA rằng, các cá nhân chỉ bị trục xuất nếu họ bị phát hiện không có cơ sở pháp lý để ở lại Hoa Kỳ. Trong khi lưu ý rằng DHS đang theo dõi tình hình ở Haiti và phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các đối tác quốc tế, phát ngôn nhân nói rằng tất cả các hành trình di cư bất hợp pháp, đặc biệt là các tuyến hàng hải đều cực kỳ nguy hiểm và thường dẫn đến thiệt hại về nhân mạng. Phát ngôn nhân tiếp tục, chính sách của Hoa Kỳ là trả lại những người không phải là công dân không có cơ sở pháp lý để ở lại Hoa Kỳ. DHS sẽ tiếp tục thực thi luật pháp và chính sách của Hoa Kỳ trên khắp eo biển Florida và khu vực Caribe, cũng như ở biên giới phía Tây Nam. Đức Tổng giám mục Miami trả lời, khu vực Miami có dân số Haiti lớn nhất cả nước, khi còn là một linh mục giáo xứ. Cha Wensky nói rằng, ngài đã học cách cử hành thánh lễ bằng tiếng Haiti Creole. Theo Đức Tổng giám mục, người Haiti là một phần thiết yếu của giáo hội ở Miami, với ít nhất 13 nhà thờ công giáo Haiti và khoảng chục linh mục Haiti trong tổng giáo phận. Ngài khen ngợi lòng sùng kính đức tin của người dân Haiti, đồng thời nói rằng có rất nhiều ơn gọi với các linh mục Haiti phục vụ giáo hội trên khắp vùng biển phía đông. Đức Tổng giám mục Wensky cho biết có sự không nhất quán trong việc áp dụng luật pháp và đôi khi không có nguyên tắc hoặc lý do nào đằng sau một số hành động của người Mỹ. Ngài tuyên bố rằng việc trục xuất của chính phủ liên bang vi phạm một số phần của luật pháp quốc tế mà Hoa Kỳ đã ký kết, cụ thể là nguyên tắc không từ chối, cấm việc trục xuất người tị nạn nếu điều đó khiến họ gặp nguy hiểm thực sự về những tổn hại, tra tấn, bệnh tật không thể khắc phục được hoặc các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác. Đức Tổng giám mục Wensky kêu gọi Tổng thống Biden gia hạn tình trạng bảo vệ tạm thời cho tất cả những người di cư Haiti bất kể họ đến bằng cách nào. Bây giờ bạn có ra lệnh cho mọi người quay trở lại đất nước nơi họ đến không? Và điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện ở các nước đó không thay đổi? Bạn thực sự có thể làm điều đó không? Đức cha hỏi. Đức Hồng Y Parolin gọi cuộc bỏ phiếu phá thai ở Liên Hiệp Âu Châu là một cuộc tấn công triệt để vào sự sống. Trong một cuộc phỏng vấn trên phạm vi rộng, nhà ngoại giao hàng đầu của Đức Thánh Cha Francisco cho biết, một cuộc bỏ phiếu gần đây của Nghị viện Âu Châu coi việc phá thai là một quyền cơ bản đã cấu thành một cuộc tấn công triệt để vào sự sống con người. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Vatican cho biết, khi cuộc sống bị tấn công một cách triệt để như vậy, bạn thực sự phải hỏi, chúng ta muốn xây dựng loại tương lai nào? Các bình luận được đưa ra trước cuộc bầu cử vào tháng 6 cho Nghị viện Âu Châu khi quyền phá thai được cho là một trong những vấn đề bỏ phiếu. Về các mặt trận khác, Đức Hồng Y Parolin cho biết đang có những chuyển động lớn hướng tới việc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine.
đồng thời xác nhận Vatican sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến đó ở Trung Đông và bất cứ nơi nào xung đột đang diễn ra. Đức Hồng Y Parolin, 69 tuổi, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Avenir, tờ báo chính thức của Hội đồng Giám mục Ý, khi đang ở Rimini để tham dự Hội nghị Quốc gia về Canh Tân trong Thánh Linh, là phong trào đặc sủng công giáo hàng đầu của Ý. Hướng tới cuộc bầu cử ở Âu Châu, Đức Hồng Y Parolin đã được hỏi về cuộc bỏ phiếu ngày 11 tháng 4 của Quốc hội để đưa việc phá thai vào một trong những quyền cơ bản được Hiến chương Liên hiệp Âu Châu công nhận. Đây phần lớn được coi là một kết quả mang tính biểu tượng, vì việc sửa đổi hiến chương sẽ cần có sự đồng ý của tất cả 27 quốc gia thành viên và cả Ba Lan và Malta đều đã cho biết rằng họ sẽ không chấp thuận thay đổi này. Tuy nhiên, kết quả khá áp đảo với 336 phiếu ủng hộ, 163 phiếu chống và 39 phiếu trắng với sự ủng hộ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ sự cay đắng trước động thái này. Khi cuộc sống bị tấn công một cách triệt để như vậy, bạn thực sự phải hỏi chúng ta muốn xây dựng loại tương lai nào. Tôi cảm thấy một nỗi buồn lớn lao trong sâu thẳm trái tim mình, và tôi thậm chí không có lời nào để diễn tả nó một cách thỏa đáng. Tôi nhắc lại, tôi cảm thấy vô cùng buồn khi phải đối mặt với tình huống này. Làm sao chúng ta có thể nghĩ rằng phá thai là một quyền, rằng nó có thể bảo đảm một tương lai cho xã hội của chúng ta? Liên quan đến Nga và Ukraine, Đức Thánh Cha Francisco đã sử dụng bài phát biểu phục sinh Urbi et Orbi của mình để kêu gọi trao đổi tù nhân toàn diện. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Ngài tin rằng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã có hiệu quả. Tôi không có thông tin chính xác, nhưng từ những gì tôi nghe được thì thấy có rất nhiều chuyển động theo hướng này. Parolin nói, vì vậy, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã được lắng nghe và tuân theo. Chúng tôi coi đó là một dấu hiệu tích cực, bởi vì chúng tôi tin rằng dự án do Đức Hồng Y Matazupi thực hiện vào năm ngoái, trong quá trình thực hiện sứ mệnh do Đức Thánh Cha giao cho Ngài, có giá trị rất lớn. Đức Hồng Y Parolin đã đề cập đến các chuyến đi năm ngoái tới Kyiv, Mạc Tư Khoa, Washington và Bắc Kinh của Đức Hồng Y Matazupi của Tổng giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý theo lệnh của Đức Thánh Cha trong nỗ lực mở ra các kênh đối thoại. Đương nhiên, chúng tôi nghĩ rằng việc tập trung vào các khía cạnh nhân đạo liên quan đến cả tù nhân và cả trẻ em có thể tạo điều kiện để đi đến các cuộc đàm phán. Chúng tôi hy vọng có thể kết thúc chiến tranh, Đức Hồng Y Parolin nói. Ngài cũng chỉ ra rằng nhiệm vụ của Zuppi có thể chưa kết thúc. Tôi không tin rằng mọi chuyện đã kết thúc, theo nghĩa là Ngài đã giúp đưa ra một cơ chế hồi hương trẻ em. Parolin nói, sứ mệnh về cơ bản tập trung vào khía cạnh này, nhưng nó vẫn mở cho bất kỳ sự phát triển nào có thể xảy ra. Về cuộc chiến ở Gaza, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài của Vatican đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel và Palestine. Tòa Thánh có các mối liên hệ ở nhiều cấp độ khác nhau. Chúng tôi đang chuyển sang cấp độ ngoại giao để cố gắng tìm ra chiến lược hòa bình. Chắc chắn tình hình vô cùng phức tạp, ông nói. Nhưng đối với tôi, trên thực tế có thể có những giải pháp. Khi chúng tôi nghĩ về công thức hai nhà nước, sẽ có một đề xuất cụ thể mà chúng tôi nên hướng tới, Đức Parolin nói. Có lẽ điều này có thể giúp tìm ra một giải pháp dứt khoát. Chắc chắn, điều đầu tiên là chấm dứt chiến sự và bảo đảm ít nhất một thỏa thuận ngừng bắn. Đức Hồng Y Parolin cũng nhắc lại sự sẵn sàng của Vatican đóng vai trò trung gian hòa giải nếu được yêu cầu giúp đỡ. Ngài nói, chúng tôi luôn nói trong mọi tình huống có thể xảy ra rằng ở đâu các bên tin rằng Tòa Thánh có thể hữu ích, thì sự hiện diện của giáo hội sẽ được hoan nghênh. Lúc đó chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.